con thì phải dùng người còn tâm như ý túc thì như thế nào thế nào? Tâm như ý túc hả? À, tâm như ý túc tức là con muốn nói là tha tâm thông với gì? Không phải tâm như túc là dục như ý túc hả? Không phải dục như ý túc chứ tâm như ý túc là cái tâm đó. Tâm như ý túc thì nó ở trong tứ thần túc thì nó nói dục ý túc nè, định ý túc nè, tinh tấn ý túc nè, tuệ ý túc, chứ đâu có nói tâm ý túc. Mà tâm ý túc thì có tha tâm thông mà thôi. Tha tâm thông là mình cái kiểu mà tưởng nó tha thông. Bây giờ mấy con ngồi đây nó hiểu cái tâm của mấy con là gọi là tha tâm thông. Nó lục thông đó, nó nằm ở trong lục thông đó con. Chứ còn tâm ý túc nó cũng có những cái từ đó, nhưng mà từ đó người ta giải thích ở trong tự điển. Chứ còn đúng cái tên của nó ở trong kinh điển của Phật thì phải nói là dục ý túc. Dục là muốn như ý mình, như cái ý của mình. Còn nói tâm thì người ta sẽ làm, bởi vì trong đó nó giải thích theo tự điển, nó giải thích theo cái nghĩa của Đại Thừa, nói tâm. Còn mình ở đây nói ý, cái ý của mình muốn như cái ý của mình nên nó dục như ý túc, rồi định như ý túc, rồi tinh tấn như ý túc, rồi tệ như ý túc. Nó nói xác định được cái ý của mình, cái ý thức của mình. Còn nói tâm coi chừng đó, bởi vì cái tâm nó rộng lắm, cái ý của mình nó cũng nói tâm được, mà cái tâm minh nó cũng nói tâm được, cái biết của tâm minh. Nên tâm như ý túc là nó có thể nói rằng nó có thể nói là dục như ý túc. Sau đó trong kinh là nói là dục thiền định tinh cần hành, thì tâm thiền định tinh cần hành, thì tinh tấn thiền định tinh cần hành, ra mới định tinh cần hành, định thiền định tinh cần hành. Trong kinh là câu chưa biết là như vậy chứ. Thành ra sư hỏi là họ phải tâm thiền định trong cái tứ nhi túc. Tứ nhi túc. À, tứ nhi túc. Coi như là cái câu mà tâm gì con nói tâm gì? Tâm thiền định tinh cần hành. À, cái câu nói đó là tứ nghĩ tốt lợi thôi. Mà khi mà mình chỉ có sung mãn tứ niệm xứ thì mới có được tứ nghĩ tốt. Còn không có sung mãn tứ niệm xứ thì không bao giờ có tứ nghĩ tốt. Mà khi mà tứ nghĩ tốt mà chúng ta thấy nó thanh tịnh rồi mà nó chưa hiện ra tứ thần túc, tức là bốn cái tứ nghĩ tốt nó chưa có hiện ra được, thì lúc bây giờ ôm pháp thân hành niệm mà tác ý mà đi vào thì nó sẽ thể hiện ra đủ tứ thần túc. Đó là cái pháp mà thầy gọi là cái pháp thành thân đó, cái pháp tu luyện thành thân là thân hành niệm. Đó là cái pháp mà luyện thành thân. Bởi vì trên pháp thân hành niệm thì Đức Phật cũng đã xác định được cho chúng ta thấy là nó có 10 Như Lai công đức. Cho nên khi mà tu pháp thân hành niệm thì lấy tay mà rờ mặt trăng mặt trời, một thân biến ra nhiều thân đó. Đó là trên cái pháp thân hành niệm của Đức Phật đó. Mà cái pháp thân hành niệm đó thì Đức Phật dạy cho mình phải cấu kết nó như cổ xe, để biến thành nó như căn cứ địa, thì nó mới thực hiện được cái đó. Chứ không phải là thân hành niệm mà tu tất cả các hành động, tu tất cả công việc làm là nó có được. Mà ở đây nó có cái kết hợp cho nó chặt kiểu như là cổ xe, và đồng thời cái xe chạy thì nó như là căn cứ địa, không có cho mà giặt xâm chiếm vô được, nó trở thành cái căn cứ địa của nó. Thì Đức Phật đã xác định được cái pháp thân hành niệm như vậy, thì do tu tập như vậy đó thì nó mới có được tứ thần túc, cho nên nó mới có thiên thần thông đó, chứ không có gì hết đó. Thì đúng chúng ta thì không phải quan trọng cái này đâu, nhưng mà nói để chúng ta biết được cái đường đi của chúng ta, biết được cái định đúng sai. Cũng như thầy nói bây giờ đó, các con biết rằng những người nào mà tu định đúng tu định sai, mấy con nghe lời thầy nói mấy con sẽ xác định được họ tu đúng sai. Nghĩa là bây giờ thí dụ như thầy Thiện Thảo bây giờ đang nhập định trong đó, thì các con biết rằng cái ông này ổng chưa có tu tứ niệm xứ, mà ổng ngộ nhập định thì ổng nhập định sai. Hiện bây giờ có lẽ là ổng ngộ tu tứ niệm xứ, ổng giữ tâm thanh tạng là vô sự. Nhưng mà khi mà giữ tâm thanh tạng là vô sự thì ít ra mà ổng thì cần phải có những cái niệm để khởi, để tác ý, có những cái cảm thọ mỏi mệt, có những cái cảm thọ hôn trầm kỳ miên, thì ông lấy cái pháp gì mà ông đẩy lui nó đây? Phải không? Nếu mà ông không có làm cái bài mà vô lậu này thì ông lấy cái tri kiến gì mà ông đẩy lui những cái điều mà ông đã tu? Còn không thì ông lấy tưởng ông tu, thì như vậy là ông còn sai nữa. Bởi vì mình ở trong tưởng mình quán ra thì bị sai mất rồi, nó bị pháp tưởng rồi. Còn bây giờ ông Thiện Tạo viết bài như thế này thì nó không đủ. Tức là cái tri kiến quán để mà nhìn cái nhân quả chưa đủ. Bởi vì làm bài để chứng minh là cái sự quán của mình chưa sâu, chưa thông suốt, cho nên không thể mà tu tứ niệm xứ được. Mà bây giờ ngồi được, yên lặng được, thanh thản được là lọt trong tưởng. Đó là xác định cụ thể. Các bạn hiểu điều đó chứ? Cho nên nó rõ ràng lắm. Bởi vì con đường của đạo Phật mà khi mà vạch ra rồi, cái người đó nói nhập thiền định là mình sẽ xét qua, là mình đánh giá được cái người đó đúng hay là sai, không còn trật nữa. Và bị rớt trong cái trạng thái nào, mình sẽ biết là họ đang ở trong trạng thái nào, cũng biết. Nó thực tế, nó cụ thể. Bởi vì không thể lừa đảo người khác được qua cái phương pháp của Phật dạy. Pháp của Phật dạy rất rõ ràng cụ thể, cho nên không xét qua cái người đó. Họ tu thiền định gì mình vẫn biết hết, không có phải mình không biết. Bởi vì nó cụ thể. Anh muốn nhập định được thì anh phải có tứ thần túc, mà không có tứ thần túc anh nhập định tưởng, không có gì khác hết. Anh không có hoàn toàn, anh không có làm chủ được anh đâu. Chắc chắn là điều đó. Anh chỉ bị tưởng mà thôi. Rồi cuộc đời của anh tu vô ích chứ không có gì. Còn anh con đường anh phải đi mà để được giải thoát thì phải đi từ chánh kiến, đi từ 8 cái lớp này, cái lớp chánh định cuối cùng, chứ đâu phải là lớp chánh định đầu tiên đâu. Cho nên anh chưa có cái chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ mà sao anh lại nhập định, thì như vậy anh sai. Không? Bởi vì cái lộ trình Đức Phật đã vẽ ra chúng ta thấy rất rõ ràng. Có đúng không? Mấy con thấy cứ ở trên cái lộ trình Bát Chánh Đạo, nó là cái chân lý của đạo Phật rồi. Cái pháp chân lý, cái chân lý, cái chương trình giáo dục đào tạo. Trên cái chương trình này mà xét cái người tu thì biết cái người này tu sai rồi, tu không đúng pháp. Hôm nay chúng ta đã rõ thấy biết đúng như vậy. Bây giờ chúng ta không còn làm lạc nữa, không còn làm lạc. Nghĩa là sau khi mà thầy viết cái tập những lời Phật dạy tập 4 rồi, nó xác định rất rõ ràng. Vì vậy mà con đường tu của mấy con bây giờ không có một giáo pháp nào mà lừa đảo mấy con. Cho nên thầy muốn nói cho mấy con biết vì vậy. Cho nên ở trong lớp chúng ta có một người nói với thầy như thế này: nếu mà thầy trì niệm thành thông thì con theo thầy tu, mà thầy không trì niệm thành thông con không tu. Ở đây thầy không nói người đó, nhưng mà thầy nói để cho mấy con biết. Sự thật ra ngày xưa Đức Phật cũng vậy. Đức Phật mới nói với vị tỳ kheo đó. Các con có nhớ cái vị tỳ kheo đó không? Ông ta nói như thế này: Phật trì niệm thành thông thì con theo Phật tu. Ông Phật nói ta có bảo nhà ngươi đến đây ta trì niệm thành thông, chứ nhà ngươi tu theo ta đâu, theo giới luật của ta đâu. Có phải không ông Phật? Tu thì lợi ích cho ông chứ phải tu lợi ích cho ta, sao mà phải mắc mớ gì thì thành thông. Nhưng mà sự thật đó thì thành thông không phải dễ, nhưng mình đem cái đó để cám dỗ cái người đó, người đó sẽ ham thành thông mà tu, thì như vậy là sai. Mục đích của đạo Phật là đạo đức không làm của mình, chứ không phải thành thông. Nhưng mà xác định được cái cuối cùng của một cái người tu tập, hoàn tất được con đường tu rốt ráo của mình, là phải có cái đạo lực của cái tâm thanh tịnh của chúng ta. Đó là điều đó, chứ không phải vì cái chỗ đạo lực đó mà chúng ta tu đâu, mà vì cái tâm, vì cái đạo đức của chúng ta mà chúng ta tu. Nó hôm nay thầy nói như vậy. Các con người biết cũng có nhiều người còn ham thần thông lắm chứ. Lẽ ra thầy cho một trận hào quang thì chắc chắn là cái người này họ sẽ mê liền đấy chứ. Mà tu chết, ông ta có nói gì nữa. Ông ta nói gì nữa thầy làm cho luôn đất hay là hoảng dạy cho ông. Kính bạch thầy nào, như thầy Kim Thảo mà giờ mà muốn kéo ra được không? Được chứ, có thầy. Hồi phía này thầy có đến, thầy có đi ngang qua khách, thầy thấy đang ngồi làm bài. Thầy nói hồi trưa hôm qua thầy đi ngang qua khách, thầy thấy mới đang ngủ. Thì thầy vậy đã tốt rồi, đúng không sao? Chứ mà nếu mà mở mắt cánh giờ ra đó mà thì chắc chắn là có chuyện. Thầy đến rồi, thầy gõ cửa, thầy đập rồi, thầy thấy nó còn giữ được cái bình thường, nó chưa phải sai. Nhưng mà thầy sẽ khích lệ cho nó sẽ buông, để rồi nó sẽ đi vào trong cái chỗ mà tu cái định vô lậu, triển khai cái tri kiến đó. Cái đó chính mới là chính của đạo. Bởi vì các con nghe đạo Phật dạy chúng ta tu tập vô lậu, có phải chính của A-la-hán là quả luôn. Mà cái định vô lậu không tu, mà tu cái định gì mà đi cùng vậy? Cái kia nó chỉ một phần phụ thuộc mà thôi, chứ không phải là nó chính đâu. Nó là chính của cái định vô lậu. Có ai bao giờ nó chánh niệm tỉnh giác là vô lậu bao giờ? Có phải không? Đâu có. Cho nên vì vậy mà thầy đang hướng dẫn cho thiện thảo đang ở trên trạng thái thanh thản an lạc vô sự, để giữ cái tâm bất động, để khi mà gặp có cái niệm gì thì nhắc nhở để mà tư duy quán xét để đủ cái niệm đó, để trên tâm để khắc phục tham ưu, trên tâm quán tâm để khắc phục tham ưu. Thầy chỉ hướng dẫn cái bằng đó, và đồng thời thầy sẽ lo tuổi trẻ đừng có nông nổi mà kiểu đó muốn bữa nay mai sẽ làm Phật, làm A-la-hán, nhanh quá. Chưa đâu, Cho nên thầy cố gắng, thầy sẽ giúp đỡ, không có để cho nó là cho mấy con. Là có thầy thì khỏi lo, chuyện thuận mà la hét, còn có thầy thì gõ cả đầu cái hết la. Thiện Pháp Hồ là Thiện Thảo, cũng dòng họ Thiện đó. Lần nào ông kể nghe nó ớn buồn, nghe nó ớn buồn. Mà bảo là hồi lúc trước bảo có chị dạy con cái pháp tu cho mình hiểu về cách mà đứng người ra mình để theo hành động của mình. Thì qua thời gian mà cứ bảo dạy về mình cứ bảo để nó lại sau tập, sau này mới tập, thì bây giờ không có tập lại được không hả? Không, mình tập lại mình cũng chừng mình để nhớ thôi, nó cũng gớm lắm, nó cũng tỉnh lắm đó, nó cũng giúp cho mình tỉnh ít ngủ. Sau thời gian mà con tập thấy rất là tốt, cái đó ra bình thường nó thấy có vẻ của mình lắm. Mỗi buổi sáng á, khuya mà con dậy con tập, coi như là con tập cái pháp đó như là tập thể thao, con người con không có bệnh, nó khỏe, mà nó lớn tuổi như thầy nó cũng quắc thước. Nó không có run rẩy. Cái pháp thanh hình niệm là cái phương pháp thể thao của Phật tuyệt vời đó. Thì con thấy hồi lúc là chỉ con thì con tập thì con thì đúng cái tuổi trẻ mà con hơi mạnh, nên lên từ con tập ra lệnh đồ với cái cách thức của con hành động theo con mạnh dạng. Nhưng con thấy quý sư để hơi nhẹ quá, con không biết nhẹ quá nó có lệnh không. Ra lệnh nó phải la cho nó thì con thấy nó rất là tốt, tại vì con tu lúc đó mà tập có hai lãng con gì hai cũng tê con kiểu mặt ngoài đó hồng hào rồi mắt con ngồi luôn à. 2 tháng rồi đúng đó rồi con thấy cái pháp đó bữa mà thực hành mà chánh niệm tỉnh giác á, mà từ quan đã đi đúng đó rồi, tác ý trước hành động sau cứ vậy đó, điều vậy như từ quan tập đứng một chỗ mà thầy con tập đứng chỗ bây giờ luôn à. Cứ dở lên dở trước này dạ. Rồi ngồi trong cái tại chỗ nó vậy đó, cứ cái lệnh trước cái hành động sau cứ liên tục tập vậy đó, thì cái cơ thể của mình nó vận động và đồng thời với cái hơi thở nữa nó vận động luôn cả cái nội tạng, cho nên con người nó khỏe. Cái pháp thể thao nó bên ngoài mình, con thấy cái người mà tập thể thao họ tập họ tay chân họ vận động rồi bắt đầu họ tập hít thở đó, nó cũng là cái phương pháp thể thao, họ cũng vận động được cái hơi thở họ khi mà họ nằm dài dữ rồi họ chống tay họ hít đó, hít đất đó, thì thầy thấy đó là cũng cái phương pháp mà ông Phật sẽ cũng biết là pháp thanh hành niệm ông dạy cho mình đó, là thầy khéo cấu kết cho nó đủ hết đó, nó lại thành cái cổ xe. Bởi vì ông nói pháp thanh hành niệm phải cấu kết như cổ xe, như căn cứ địa. Thì qua 2 cái từ này thầy mới suy ngẫm, thầy mới cấu kết nó thành cái pháp đó. Tại vì cái đầu óc của thầy nó tu rồi nó sáng suốt đó, nó nhận qua, chứ hồi thầy tu thầy đâu có tu pháp đó đâu. Nhưng mà tại vì mấy người nói là thầy không có thần thông thì dạy cho mấy người biết, thần thông tưởng nó lọt ra cho mấy người biết, dập cho mấy người thấy nó có thần thông thật sự, nhưng mà mình chưa ly dục để áp pháp thì những cái lực đó nó sẽ là thành cái lực tưởng của chúng ta. Cho nên thầy chỉ dạy mấy con, thầy viết pháp Phật cái pháp nào mà liền có thần thông, nhưng mà thầy viết luôn cả cái pháp đó là cái phương pháp thể thao thể dục rất tuyệt vời, mà nó tu tập từ cái ý lệnh của nó nữa mà. Còn cái thể dục thể thao nó không có lệnh, còn cái này nó lệnh, nó triền, rồi bắt đầu nó tay chân cơ bắp nó co lên co xuống, rồi nó hít thở nó vận động ở nội tạng của nó ra, do đó nó hoạt động ở trong ở ngoài nó đủ, rồi nó còn thêm một cái lệnh nữa còn thể thao thì nó không có lệnh, đến 1, 2, 3, 4 thôi chứ nó không có lệnh. Cho nên Phật giáo nó không có dạy như yoga, mà nó có những cái phương pháp như pháp thân hành niệm, thành cái đặc biệt vậy. Đúng là ông Phật kết hợp vừa đúng vừa đủ, không thừa. Còn yoga tu thừa, yoga cái phương pháp nó luyện về cái thân nó thừa, thừa. Còn ông Phật cũng dạy mình nội cái pháp thân hành niệm là vừa đủ để cho cơ thể mình quắc thước mạnh khỏe, ít có đau bệnh, và đồng thời lại ăn 1.000 bữa nữa, tiết độ ăn bữa thì thấy điều độ ghê gớm, nên cơ thể ít bệnh. Mà phải tập pháp thân hành niệm, mà cái buổi sáng buổi khuya mình dậy với mình nó tỉnh lắm được, từ đó con ngồi tới sáng không buồn ngủ, sung sướng. Vậy là con tập tại nhà chứ sao? Đúng rồi, nói chung là các con phải tập, chứ mà các con không chịu tập nó cái bệnh mấy bữa nữa, bệnh nó nhập vô mấy con đó, mấy con ngồi đó mấy con tu không nổi. Thôi con có tập lại để con quên. Được rồi.